chặng đường trên 150 km từ thành phố Kon Tum, chúng tôi đến với trường trung học cơ sở Đắc Man, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. Ngôi trường nằm chênh vênh trên đỉnh đèo Lò Xo, nơi đây nổi tiếng với nắng và gió. Hàng ngày, các em học sinh rẻ chiêng từ khắp các bản làng đều đến đây để tìm con chữ. Đôi chân chai sạn đi vì băng rừng vượt núi, nhưng tới lớp cũng là lúc chống trường vừa điểm. Để học được con chữ, ngày nào các em cũng phải dậy từ tờ mờ sáng để đi bộ đến trường. Bao khó khăn mệt mỏi khi vượt 12 cây số đường rừng đến với lớp học, nhưng với tình yêu con chữ, các em vẫn chăm chú nghe lời thầy dạy. Lớp học chỉ có hơn chục em, nhưng các em vẫn miệt mài với con chữ mỗi ngày. Dạ em tên là Idan á. Dạ em học lớp 9. Em có thích đến trường không? Dạ có. Dạ em ước mơ em làm cảnh sát. Sao lại thế? Vì em muốn được bảo vệ buôn làng. Đó là ước mơ ngây thơ của cô bé Y Đón. Nhưng ước mơ đó sẽ đi về đâu khi tiếng Việt em vẫn chưa nói sõi? Hỏi câu nào em trả lời câu đó. Các thầy cô giáo nơi đây vẫn tận tâm tận lực với nghề, hàng ngày trèo đèo vượt núi gieo chữ cho con em đồng bào dân tộc. Cuộc sống của học sinh ở dân tộc thiểu số đây rất là khó khăn, về kể cả cuộc sống cũng như là việc ăn học của các em thì nó rất là khó khăn. Các em đến trường ở đây là làng xa nhất ở đây là 12 cây số. Các em ở lại đây là nhà bán trụ thì chưa có, chỉ dừng như nhà tạm cho các em từ nấu ăn rồi ở thì ngủ ở trong phòng học. Các em ở đây cuối tuần mới về, sáng thứ hai đi thứ bảy về. Thì cái cuộc đi bộ các em từ đi bộ từ ngoài làng vào tới đây, xong học xong thì các em đi bộ về, thứ bảy các em đi bộ về. Còn việc ăn uống thì hiện nay có chế độ, học sinh nghèo thì có chế độ đó, nhưng mà thì chúng tôi mua lương thực cho các em từ nấu nướng ăn uống ở tại chỗ đây. Để có thể học tập và sinh hoạt tại trường, các em phải tự lập hoàn toàn, tự kiếm củi, nấu ăn. Nhìn quanh lều trọ học, tài sản của các em không có gì ngoài những bộ quần áo đã sờn, những bó rau héo, những tấm tôn ọp ẹp có thể bị gió hất tung bất cứ lúc nào. Quanh năm, các em chỉ có những bữa cơm đạm bạc thiếu dinh dưỡng. Món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của các em, đó là muối trắng giã với ớt để ăn với cơm. Các em phải ăn thật nhiều để quên đi cái lạnh đang bao vây lấy cơ thể. Không được cha mẹ chăm sóc yêu thương, các em phải tự dọn dẹp, quét nhà, rửa bát và tự lo cho cuộc sống của mình. Sau mỗi bữa ăn, các em lại trở về với lớp học của mình. Lớp học cũng là nơi để ngủ. Những thiếu thốn về vật chất, nỗi nhớ nhà cũng không làm vơi đi niềm đam mê học tập của các em. Những khuôn mặt thơ ngây đang nhìn chăm chú vào sách để bổ sung cho mình những tri thức mới. Với các em, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Màn đêm buông xuống, với tấm chăn mỏng dính không đủ ấm, nhưng các em vẫn cố gắng vượt qua. Những em bé người rẻ chiêng nơi đây đi học với nhiều mơ ước để thoát khỏi cái nghèo, cái dốt. Và các em luôn hiểu rằng chỉ con đường học hành mới thực hiện được những ước mơ đó.